Mo Ang Thông United đang trong cơn khủng hoảng. Sau những thất bại liên tiếp, huấn luyện viên Pajor Bo Natanazilo phải từ chức. Đội bóng này hiện đang do huấn luyện viên tạm quyền Uthai Bonmao chỉ đạo. Hành quân đến sân của Nakhon Ratchasima là một thử thách không hề dễ dàng với Đặng Văn Lâm và các đồng đội. Hiệp 1 chứng kiến những nỗ lực không ngừng nghỉ của Mo Ang Thông United. Đội bóng này dù phải làm khách nhưng sẵn sàng chơi tấn công, tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm. Dù vậy, vấn đề của Mo Ang Thông kể từ đầu mùa giải, đó là bỏ lỡ quá nhiều. Không tận dụng được cơ hội tạo ra, Mo Ang Thông United đã bị trừng phạt. Dù thủ thành Đặng Văn Lâm chơi cực tốt, cản phá nhiều tình huống lên bóng của đội chủ nhà thì lưới của Mo Ang Thông vẫn bị xuyên phá. Phút 37, Văn Lâm xuất sắc cản phá cú sút đầu tiên của cầu thủ bên phía Nakhon Ratchasima, nhưng cú đá bồi sau đó của Asum Cao khiến thủ môn số 1 của Điện thoại Việt Nam bị đánh bại. Và trước khi hiệp 1 kết thúc, Nakhon Ratchasima còn kịp thời gia tăng khoảng cách lên 2-0. Lần này, chân sút xóm Vita Januza của đội chủ nhà dứt điểm quá tốt, khiến cho Lâm Tây hoàn toàn không có cơ hội cản phá. Mo Ang Thông United bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau hiệp đầu tiên. Sau giờ nghỉ, Mo Ang Thông miệt mài tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, khi mà hy vọng còn chưa kịp nhen nhóm thì Lâm Tây và các đồng đội đã phải nhận đòn chí tử từ đội chủ nhà. Phút 67, Bernard Bia gia tăng cách biệt. Sau đó, Mo Ang Thông còn phải chơi thiếu người. Bàn thắng danh dự phút 89 của Adi Sakjaiso là không đủ để Mo Ang Thông có điểm.